Là rau chua nè. Con gái mình phụ mình hái rau chua á bạn. Con đang thu hoạch, mẹ con thu hoạch rau chua. Trời ơi. Hái đi bớt mấy cái lá bự bự á. Để cho nó mấy lá nhỏ nhỏ nó phát triển. Nè, bỏ nha. Rau chua này nó trời mát á, nó thích trời mát quá bà. Đó, mấy cái lá bự bự á. Chắc chi vừa hai, còn mình ba hai lá rau đắng ha. Đó, ngát vậy nè. Đó. Rồi con sau, nó lên cái rễ luôn. Nè. Đó, rồi. Nó phụ con sao. Không sao, để nó hái nè. Ừ. Đó, nó tươi tốt ghê. Ừ. Ôi chị, cái này nó mập quá. Dạ, cái này dài, con hái đi. Cô hai hái rau đắng, đừng có bứt lên nguyên cái cọng luôn nha con. Ừ, bông rồi kìa. Ừ, ra bông rồi kìa. Bó mi đi lại đây, nó trúng cái dài rồi. Qua nó dài ba rồi kìa. Ra bông luôn hả con. Rau đắng ở đâu? Chậu lá cẩm thì cũng tươi tốt á. Mình không có lái hái lá cẩm. Hái rau đắng thôi. Hả? Tới không? Đi qua hướng này nè. Rồi, rau đắng tươi tốt kìa luôn á. Đã không? Có lúc cái mình nó biết hái nó bứt nó giật lên nó không có ngắt được á. U cái này dài nè. Để cho con bứt lên vậy luôn à. Trời muốn mưa nè các bạn, hôm nay trời muốn mưa. Nói con gái mình nó phụ hái xong nó chạy đi vô mất tiêu rồi. Vô nhà nó hái chút xíu nữa đòi đi vô nhà, giờ mình hái tiếp cho xong ha. Rau đắng này mình thấy trồng ở dưới đất này nó cũng tốt hả các bạn. Đặc biệt không có trồng dưới nước. Nhưng mà hình như là nó thích trời mát mát là nó tốt lắm. Rồi mình hái đem vô nhà mình ăn để cho nó ra thêm. Chứ mình không hái cái nó vậy hoài à. Càng hái nó mới ra thêm ha. Ngon ghê lắm. Cái này ăn xào rau đắng xào tỏi cũng ngon. Rồi nấu canh hoặc là làm cháo cá rau đắng á. Ăn rất là ngon luôn á. Nói nó là rau đắng chứ ăn vô cái nó cũng có vị đắng đắng mà nó không có quá đắng á, rất là dễ ăn luôn, ngon á. Mình nhớ hồi xưa dưới quê mình miền Tây á, có chỗ nó bán, người ta bán cháo cá để rau đắng ăn rất là ngon luôn. Hoặc là các bạn ăn bún mắm á, cũng để rau đắng nữa. Nó tươi tốt như này các bạn. Mắm để rau đắng nữa. Trời mùa này mùa thu à, cũng còn rau đắng ăn cũng rất là thích luôn. Rau đắng này nó sống qua được mùa đông nha các bạn. Mùa đông cái nó tàn nhưng mà cái mùa trời ấm lên á nó mọc lên lại nha. Mình thấy ở tiểu bang Texas á, trồng cái này không có cần đem vô nhà đâu. Ngon ẻo, rất là ngon. Cảm thấy gió mà nó rung luôn á. Gió chứ. Gió mà cây nó rung á. Mình hái được rổ rau đắng đây nè. Qua đây cho bạn xem nè. Có trái bầu nó còn đó nè. Mùa này mà có bầu nó có còn đậu trái này gió ghê luôn các bạn. Không gió ha. Nãy con gái mình nó thấy mấy cái bầu là nó chỉ đây có thêm trái nè. Khoe hai cái cây xương sâm nè, hai là thay xương sâm mà mình chiết ra nè. Rồi cái cây, hai cái cây mẹ cũng hai cây mẹ đó thì nó leo lên vàng nè các bạn. Xương sâm nó leo tới đây luôn rồi nè. Đó. Đây là cái
chậu lá cẩm rất là tươi tốt luôn nè. Đây mình mới trồng mấy cái bắp cải tím nè. Năm nay mình thử trồng mấy cái cây rau mùa đông thử coi nó có tốt không. Đây các bạn xem cái này. Mấy cái cây bông cải xanh nè. Bông cải xanh mình cũng mua. Mấy cây này mình mua sẵn ha. Cải xanh. Mà này có mấy cái đậu đũa, cái con gì nó bu hoài. Đó, đậu đũa đây con. Có con gì nó bu dữ. Bu ở đây. Nó bu cái nó hút mấy cái chất cái dinh dưỡng hết trơn. Đây rồi, đó. Đậu đũa. Rớt xuống cái này. Đó. Hái luôn mấy cái đậu đũa này. Bên kia có một sợi to thì là to luôn. Mình đi qua bên kia. Đường mấy sợi đậu đũa nữa các bạn. Đây qua đây. Cái này nó bu. Có một sợi to. Sợi đậu đũa rất là to luôn. Ủa trời, nó nằm dưới đây nè. Ta ra rồi. Nói cái sợi này nhỏ nhỏ. Này bị gì héo queo. Má nó xuống. Mấy con này nó bu quá trời bu luôn. Không biết sao mà trị hết. Mình mấy con này nó bu quá trời. Mình xịt thuốc hoài mà nó cũng bị lại hoài nè các bạn. Nó có bu hoài à. Các bạn nào có biết cái cách trị cái con này nè thì chỉ cho mình nha. Mình có xịt ni môi rồi nó hết cái xong rồi. Vài bữa nó bay lại. Nó bay lại tiếp mà. Nên để nó xài đậu đũa. Cái bầu này thấy cưng ha. Thấy cưng chưa. Rồi mình gieo. Mấy cái cây cà chua này là trái thì thấy dễ thương không. Cà chua này mình nhớ rồi. Hôm trước mình mua hạt giống á, của một người quen. Xong họ nói là cái cà chua này là cà chua blueberry. Nhìn nó giống như cái trái blueberry hết các bạn. Nè. Trái thấy cưng luôn á. Dễ thương ha. Đó. Nó chở ớt. Nó chở ớt. Không hái nó hư bụng. Cái nào khô mình để làm giống. Hôm qua ông xã mới cắt cỏ nên nhịn sạch. Ôi chê. Gió thì gió mà các bạn thấy nó rung, cái cây nó rung luôn á. Ngon, nó dễ dễ thương không? Dễ thương ha. Cái dạng rau. Ô cải ngọt hôm nay đó. Nó lên cũng tươi tốt không các bạn ha. Cải ngọt nè. Cải ngọt này ở ngoài chợ bán cũng không có mắc đâu. Khoảng 99 cent một hao thôi. Nhưng mà tại mình thích trồng á cũng không mát lắm. Dễ thương không? Hôm nay có mấy cây hoa hồng nó cũng nở hoa nè các bạn. Nó đối với cái hoa hồng rất là to ha. Đó, nó nụ quá trời nè, nụ nè. Mùa mát mát hoa hồng nó nở đẹp lắm. Đó, mấy nụ. Hoa không có nụ. Hoa hồng màu vàng cũng thơm á. Hôm nay cũng có hoa hồng thôi. Hôm trước là cũng có hoa luôn. Hoa hồng nghía cái trái này tiếp. Lần nào cũng ra nghía. Ôi trời nó mềm à. Wow. Mềm một bên này các bạn. Còn bên kia chưa mềm chắc là mai đây. Đó, mấy cái hoa. Hoa hồng này cũng đẹp nè.
qua đó mình rảnh đó, mình ra mình tỉa hết mấy cái cây này của mình luôn, tỉa hết chùa lũi. Cây này cây quýt nè, không có trái mình tỉa chùa lũi luôn, cây tắc cũng tỉa chùa lũi luôn. Cây tắc này bữa bị sâu nó ăn đó, tỉa chùa lũi luôn. Mà cây này coi có trái nên mình chưa có tỉa, cây đang chưa có trái là đó hôm qua quẩn đó. Thu tỉa luôn cái cây ổi luôn rồi nè đó. Hái nữa ra quế, quế cho ăn ha. Bò quế này làm bò bía ăn cũng ngon. Sao lá nó bị hơi ra, nó tỏi màu không biết nó có bị gì. Trời lạnh á, nó già hay sao. Bò quế tốt luôn, trồng một lần thôi các bạn, để nó ra bông á, xong mình lấy hạt làm sao mình trồng tiếp. Thơm ngất ngay luôn, rau quế nè. Rồi đến cái rổ khác đựng coi, để rau quế mình hái được như đây nè, đựng quá rau quế ha, rau đắng, đậu đũa và mấy cái ớt nè mình tin ha. Ngoài mình có hái một mớ rau chua nữa, rau chua mình đem vô trong nhà rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình. Nếu thấy thích video này thì đừng quên nhấn nút like và đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh của mình nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.